Quy trình làm tranh đồng hồ gồm 4 công đoạn. Đầu tiên là sáng tác mẫu và tạo bản khắc gỗ. Đây là công đoạn tạo hình và đường nét của tranh. Công đoạn này đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật cao, tỉ mỉ trong từng nét khắc. Tiếp theo là công đoạn làm giấy. Giấy để làm tranh đồng hồ gọi là giấy điệp. Vỏ sò điệp khi đem về phải trải qua nhiều công đoạn: phơi, ngâm, giã nhuyễn, ép kiệt nước, phơi khô, hòa vào keo. Cuối cùng là quét lên giấy gió. Sau đó là công đoạn làm màu. Tranh đồng hồ có 5 màu chủ đạo hoàn toàn tự nhiên. Màu đỏ làm từ sỏi son, màu vàng từ hoa hòe, đen từ than lá tre, xanh từ lá tràm, trắng từ vỏ sò điệp. Cuối cùng là công đoạn in tranh. Tranh in hoàn toàn bằng bản khắc gỗ, không dùng bút để vẽ hay tô màu. Khi in, người ta dùng ván in đã phết màu lên giấy điệp. Mỗi lần in một màu, các màu phải khít với nhau. Một tranh bao nhiêu màu thì cần bấy nhiêu bản khắc gỗ. Tranh đồng hồ là nghệ thuật in tranh thủ công. Bức tranh hoàn thành là do sự ghép lại của các mảng màu theo đúng trình.